Hello, xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng một cái lô đất với cái giá bán chỉ 974 triệu đồng. Cái giá bán này thì chỉ bán trước Tết thôi mọi người ạ. Hello, xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Thì hôm nay em Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng một cái lô đất với cái giá bán chỉ 974 triệu đồng. Cái giá bán này thì chỉ bán trước Tết thôi mọi người ạ. Chủ nhà có nhờ em Ánh bán gấp trước Tết bởi vì là có việc cần đến tiền nên là muốn bán sớm trong thời gian sớm nhất. Thì hôm nay em Ánh xin gửi tới mọi người cái vị trí lô đất mà đứng rất rất là gần với em Ánh. Đây là đường ngõ trước cái lô đất đấy mọi người ạ. Đây này, đường ngõ cách cái trục đường chính mà ô tô đi lại được nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30m thôi. Và cái ngõ trước nhà của cái lô đất mà em Ánh sắp gửi đến thì là ngõ trước nhà là khoảng tầm 2m2. Mời mọi người đi vào cụ thể cái lô đất đấy cùng em nhé. Vị trí của cái lô đất thì là thuộc tổ 14, ngay đầu tổ 14 thôi mọi người ạ. Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thì quý khách hàng nào mà hôm trước cũng có hỏi một số lô đất bên em ấy thì có thể cân nhắc với cái lô đất giá rất là hợp lý. Đây mọi người ơi, đây chính là cái vị trí cái lô đất mà em Ánh đang muốn hướng tới quý khách hàng. Thực ra thì xem trên video thì nó sẽ không thể nào bao quát hết được, nhưng mà em sẽ nói, cố gắng nói chi tiết nhất để cho mọi người dễ hiểu. Với cái diện tích trên sổ đỏ là 40,6m2 mọi người nhá. 40,6m2, cái giá trị của cái lô đất này là 974 triệu đồng. Hướng nhà, hướng đất là hướng đông nam. Đây chính là ngõ trước nhà đây mọi người này. Đấy, rất là rộng, cách cái đường mà ô tô em Ánh vừa đứng đây nó chỉ rơi vào khoảng tầm 20m thôi. Rất là hợp lý. Cái vị trí của cái lô đất này thì rất là gần chợ dân sinh, gần trường mầm non, trường tiểu học, rất là gần với lại những cái tiện ích xung quanh mọi người ạ. Từ cái vị trí của cái lô đất này mà đi ra tới bến xe Nghĩa thì rơi khoảng tầm 3,5 km, ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn cũng khoảng tầm 3,5 km. Và đặc biệt là cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ rơi khoảng tầm 2 km thôi mọi người nhá. Rất là gần những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh. Và cái giá của cái lô đất này thì khá là hợp lý. Nên mọi người, quý khách hàng của em trước đã từng hỏi em Ánh về đất rồi ấy, thì có thể cân nhắc. Bởi vì đây là chủ đất đang là hiện tại đang có việc nên là muốn bán, thì nên là cái giá cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Và em nói qua về một số cái giấy tờ pháp lý hợp lệ của cái này nhá. Của cái lô đất này đều đã có đầy đủ sổ đỏ cũng như là giấy tờ pháp lý đầy đủ và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Hướng nhà thì là ở hướng đất thì là hướng đông nam quý khách hàng nhá. Nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì có thể vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 mọi người nhá. Mọi người xem video của em, nếu như mà muốn góp ý thì có thể để ở dưới phần comment hoặc là có thể gọi điện cho em Ánh trực tiếp theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.